Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ mà cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi đang ở trên đất Mỹ và giờ tôi đã có hạnh phúc được đặt chân lên xứ sở Hoa Kỳ này. Tôi lấy làm lạ là khi đi ra đường, xe thì nhiều, chạy tới 9-10 lần xe mà êm như ru, không một cái tiếng bóp còi nổi nào hết. Họ làm việc tất bật vì chính sự giàu sang của nước Mỹ nói chung và bản thân gia đình họ nói riêng. Trước đây hồi còn trẻ, tôi từng tham gia biên kịch, biên tập về phim và sân khấu. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, các con ơi, mẹ tụi con chết rồi. Mẹ, đừng bỏ tụi con mà mẹ. Mẹ ơi. Nay tôi là nghệ sĩ có tuổi, nên tôi được đi du lịch qua đất Mỹ là mãn nguyện rồi. Tôi đang trên đường Bô Sa, hay còn được người Việt chúng ta kêu là đường Trần Hưng Đạo. Tôi rất cảm động đứng dưới chân Đức Thánh Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, lòng xúc động bồi hồi khi một vị tướng lãnh hiển hách trong sự nghiệp chống quân Nguyên cách đây mấy ngàn năm. Xin chào quý vị, tôi đang đứng trên đường Bô Sa, tức là đường Trần Hưng Đạo. Tôi không ngờ ở tại một đất Mỹ như thế này lại có Đức Trần Hưng Đạo. Trong khi ở Việt Nam thì các bức tượng đã dần mất đi và có thể là không còn nữa. Tôi rất xúc động, không ngờ như vậy. Tôi là người Việt Nam, trên đất Mỹ tôi rất tự hào về Đức Thánh Trần. Và đất Mỹ đã cho tôi, anh em người Việt Nam chúng tôi được tự do, được dựng lên bức tượng Thánh Trần Hưng Đạo. Những vị tướng có chiến công hiển hách. Còn đây là Phước Lộc Thọ, một cái chợ Bến Thành, một thành phố Sài Gòn thu nhỏ. Nhưng rất buồn vì đại dịch Covid. Chính phủ cũng đã từng giúp đỡ và mong rằng mai đây đại dịch ra hết thì sẽ vui vẻ tấp nập trở lại. Chiêm bái nhiều chùa chiền nhà thờ tại Cali. Tôi xin cầu nguyện ơn trên cho thế giới được bình an trở lại. Ali Dũng xin chào các bạn. Trời ơi, mới qua Mỹ mà Ali Dũng đã được chích ngừa Covid rồi đó. Xin cảm ơn nước Mỹ. Cảm ơn CVS đã chích ngừa cho Ali Dũng. Xin chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, sức khỏe.